Rồi sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người xử lý trong trường hợp mà nếu như khóa hết pin thì có hai cách để mọi người xử lý. Mọi người, một là mọi người sẽ sử dụng chìa khóa cơ ở đây. Đây, mọi người sẽ bạn cái nắp ở đây. Đây như này. Mọi người nhấn vào đây. Chụp cái nắp xuống. Rồi, lúc này ở đây trong này sẽ có một cái chỗ đó mọi người cắm chìa khóa cơ thì mọi người sẽ cắm chìa khóa cơ vào. Rồi mọi người bạn lưu ý là khi mọi người bạn chìa khóa cơ thì phải giữ hết chìa khóa cơ rồi đẩy cửa vào để đảm bảo là cái chốt nó được thu hết để mọi người có thể mở cửa. Và lưu ý khi mọi người dùng chìa khóa cơ thì không dùng vân tay hoặc mật khẩu nha. Trong trường hợp nếu mà mọi người không có chìa khóa cơ mà khóa bị hết pin thì mọi người có thể dùng cái sạc dự phòng á, mọi người ghim vào đây và mọi người kích nguồn lên trên chỗ này để khóa lên điện và mọi người dùng vân tay mật khẩu mở cửa vào nhà. Sau khi mà mình đã vào nhà rồi thì mọi người lưu ý mọi người phải sạc pin cho cái khóa. Mọi người mở nắp ở đây ra và tháo pin ra, cắm sạc pin ở đây. Khi mà đèn báo đầy thì mọi người sẽ lắp pin vào lại và sử dụng như bình thường.